con đi ra thưa, dạ con chào cha, con chào đoàn, dạ con du xe truyền là con được giáo sư Minh Đen, giáo Hà Tùng Khác ở Điện Vinh, con dạ con nghiện ma túy được 6 năm. Anh kia là 10 năm, còn anh là 6 năm, còn mấy năm thì bỏ chú. Dạ, chú thì con cũng cứ bỏ với không ạ. Chú thì lúc bỏ lúc không. Còn ma túy thì 6 năm rồi, làm sao mà con được ơn quay trở về với Chúa và bỏ được ma túy, chia sẻ cho mọi người, nói to lên để các bạn nghe. Dạ, con cũng nhắn tin cho cha, và con xin cha nhờ cộng đoàn đọc thương xót Chúa cầu nguyện cho con ạ. Thì cha cũng nhắn tin lại cho con là con cứ an tâm tín thác vào Chúa, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Và từ hôm ngày 27 Tết là con mới giặt hai cái khăn sạch, con mua hai khăn mới để con giặt, con lau ảnh đọc thương xót Chúa và ảnh chúng tôi ạ. Con cả giặt cả xin Chúa, con thỉnh thầm con xin Chúa, con nói chúa ơi, tội lỗi con nhiều lắm, xác thịt con yếu đuối, nếu mà con nếu không ơn Chúa con sẽ không từ bỏ ma túy được. Từ hôm đó thì con đến ngày mùng 1 thì con đi đeo một chút, đúng mùng 2 thì con còn trong người gần triệu, còn con bây giờ vợ nói vợ ơi con đi anh chơi đấy lại không có chơi nữa, vợ cũng không tin. Dạ mà không ai tin cả dạ, bởi vì con dạ bởi con mới chơi quá nặng. Dạ chơi cỡ nào rồi? Dạ con thì con chơi hàng nhiều lắm cả, nói chung ngày cũng như 3 triệu và 3 triệu. Dạ, dạ thưa cha, con xin chào cộng đoàn. Rồi sau anh làm sao anh biết được cái điểm tin mừng này hôm nay đến đây để làm chia sẻ làm chứng cho Chúa? Dạ, con có một chị gái cũng ở Sài Gòn đây, chị dạ chị cũng trước chị cũng cho con cái máy của cha, dạ mà nhờ cái máy của cha rồi. Con và vợ của con cũng được quay trở lại. Con thì 6 năm mới xin tội, vợ con thì 5 năm. Con thì 6 năm mới đi xin tội, vợ con thì 5 năm mới đi xin tội. Hai vợ chồng là đạo gốc hay đạo mới? Dạ, con là đạo gốc, còn vợ con đạo mới, vợ con cũng có ơn Chúa thương lắm nha. Nếu mà không? Dạ, vợ con thì đạo mới, và vợ con cũng chịu đựng lắm. Nói chung là con chơi cái nào vợ con cũng chịu đựng hết ạ. Vợ con này cũng đi đây ạ. Ở đâu? Dạ vợ con. Vợ ơi. Vợ ơi. Dễ thương đấy phải không? À, chúng ta thấy người phụ nữ bà Maria vội vã rời khỏi cái nấm mộ. Những người thanh niên vừa mới lên đã rời khỏi nấm mồ sau 10 năm nằm trong nấm mồ của ma túy. Người anh em này rời khỏi nấm mồ sau 6 năm ở trong cái nấm mồ của ma túy, của ăn chơi, của xì ke, của biết bao nhiêu những điều tội lỗi mà hôm nay mạnh mẽ rời khỏi nấm mồ. Và người vợ cũng 5 năm cũng rời khỏi nấm mồ. Của bước lên con, bước lên con, bước lên. Còn bé này là mấy năm? Bé này là mấy tuổi con? Đây đây con tên là gì? Dạ con Maria Nguyễn Thị Nga. Con 37 tuổi ạ. 37 tuổi, bé này đứng con, cao lên đây. Rồi, đứng trên này. Rồi con bỏ Chúa mấy năm? Dạ, khi anh nhìn là con bỏ luôn ạ. Thì lúc anh nghiện Chúa, anh ấy nghiện ma túy thì con cũng bỏ Chúa, rồi sao con quay trở về được với Chúa? Dạ, con bỏ sức tồi, thật ra là cái nhà cũng con thì bên thờ đầu theo thôi, mà con cũng dạ không thơ ông bà cũng không đành cả. Dạ, rồi xong rồi anh ấy nghiện ngập vì anh về cũng được toàn cũng sinh truyền nữa, con không dám chịu tội với anh cứ tiền là thứ gì lung tung trong nhà, con được rồi tội con cũng dám xưng. Ra thế thì anh cũng là bỏ anh chơi chán rồi, anh nói anh chơi chán rồi, nói con vậy thôi được rồi. Thì lúc ra thế thì anh xin bỏ được 1 tháng 2 để cho con xuống sinh tồn, nhớ con cho ông con sinh tồn luôn. Hallelujah. Con tên gì? Sơn. Sơn mấy tuổi? 5 tuổi, coi như là Sơn sinh ra trong lúc bố mẹ bỏ Chúa.
lúc bố mẹ nó bỏ Chúa mà Chúa vẫn cho sinh được đứa con, nên cho thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng không? Đây, đây là đấng mà chúng con đã bỏ vì con rước Ngài về gia đình của chúng con nha. Một gia đình thật là tuyệt vời, cả hai vợ chồng đều bỏ Chúa mà Chúa vẫn cho sinh được một thằng con 5 tuổi. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đây Sơn cho tặng cho con 5 tuổi cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót này con. Cầm lấy. Cảm ơn cha. Rồi, để tập nói như vậy chứ. Rồi, đây là cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót nha. Và đây là tràng chuối. Đây, con đeo vào cho anh ấy đi. Con đeo cho anh để cho anh ấy nhớ. Và đây, con đeo vào cho vợ để cho vợ nhớ. Hallelujah. Rồi, hai chúng con hãy tạ ơn Chúa và đưa Chúa về gia đình của chúng con nha. Rồi, rồi có cô nào, rồi cô rõ.